Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, cho con hỏi, một vị chuyển luân vương có khả năng hướng dẫn chúng sinh đạt đến Niết Bàn như những vị Phật không ạ? À? Con cảm ơn sư. Thì đương nhiên là một vị chuyển luân vương thì không có khả năng hướng dẫn chúng sinh đạt đến Niết Bàn. Đây là cái điều hết sức căn bản. Nhưng mà sư muốn mở rộng cái câu này ra một tí xíu, tức là cái năng lực của một vị chuyển luân vương thì vị đó có thể làm gì. Một vị chuyển luân vương thì cái việc mà vị đó có thể làm là khuyến khích người dân ở trong xứ sở của mình giữ giới. Người dân trong xứ của vị vua chuyển luân vương họ giữ năm giới, và đặc biệt trong những cái ngày trai giới thì họ giữ tám giới. Và vua chuyển luân vương thì luôn luôn là cái người tiên phong và người làm gương trong cái chuyện giữ giới. Đó là một đặc điểm đầu tiên của vua chuyển luân vương. Đặc điểm thứ hai mà vua chuyển luân vương làm được là vị này là một vị có rất là nhiều lòng hào sảng. Vị này sẵn sàng bố thí cho bất cứ ai cần. Cho nên ở trong xứ của vua chuyển luân vương, người ta có thể nghèo, nhưng mà khi người ta nghèo, người ta chỉ việc đến rồi xin nhà vua, và thế là nhà vua móc cái tiền ra để mà cho. Và đó là những cái điều mà ở trong cái kiếp hiện tại là vua chuyển luân vương có thể làm được. Rồi bên cạnh đó, nhờ những cái thiện pháp mà vua chuyển luân vương đã giúp cho người dân trong xứ của mình, cho nên là ở kiếp nào mà có vua chuyển luân vương thì kiếp đó chúng sanh được sanh về cõi trời rất là đông, và do đó chư thiên rất là hoan hỷ và người dân cũng rất là hoan hỷ. Thì đó là những cái mà một vị vua chuyển luân vương có thể làm được cho chúng sanh. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung vậy không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý cái câu trả lời của Đức Hành Tại, cái là ý chính đó, ý chính quý vị này hỏi. Vị hỏi là chỉ luân vương đó, thì có hướng dẫn chúng sanh đến Niết Bàn không? Đúng, đúng thực sự là không. Nhưng mà sẵn tiện đây Đức Hành Tại cũng có giống như là khuyến mãi thêm phần Lê Thánh Vương cho quý vị, thì sư cũng có cái nhã hứng đó. Sư cũng nói thêm về vài điểm về cái vị chị Lê Thánh Vương cho quý vị hiểu. Là trong chú giải Tân Ngân, quý vị, trong chú giải Tân Ngân đó, có nói là khi mà một vị Phật giác ngộ, thì không có đồng thời tồn tại vị chứng linh thánh vương, có nghĩa là có một trong hai, hai trong một thời điểm, không có được. Bởi vì sao? Bởi vì trong bài kinh Trường Bộ chuyển luân thánh vương sư tử hống thì có một cái chi tiết này mà cái bản thân của sư hồi chiều thì sư tìm hiểu sư cũng dễ hiểu lầm, như vậy là vị chuyển trong kinh nó có nói đoạn như vậy nè: này chư tỳ kheo, khi tuổi thọ là người đến 80,000 tuổi ở kinh đô Kê Tú Ma Ti có vị chuyển luân thánh vương tên là Sang Khá ra đời. Và cái đoạn ở dưới cũng nói là như vậy: này các tỳ kheo, đây trong chính kinh nha, trong Trường Bộ kinh: này các tỳ kheo, khi tuổi thọ là người lên đến 80,000 tuổi có Thế Tôn là Mettayá ra đời. Thì muốn tân sư á, đọc cái vấn đề nè, mình dễ hiểu lầm, tại vì trong chú giải nói là hai vị không có thể xuất hiện cùng một thời điểm, mà tại sao có trường hợp như vậy? Trường hợp như vậy, vị đoạn sau là nói như vậy nè: là khi mà cái vị vua chuyển luân vương nè, Sang Khá ra đời, Sang Khá này nè, đó, biết được là Thế Tôn Mettayá thành đạo rồi đó, thì cái vị vua này mới cái bằng là rời bỏ cung điện để đi tu truyền ngôi lại cho Thái Tử. Thì khi mà Thái Tử lên đó có nói là trong đời các vị vua chuyển luân thánh vương, nếu mà vị vua cha truyền ngôi cho vị vua con kế tiếp mà vị vua con vẫn duy trì được những cái đức tính đó, thì sẽ làm chuyển luân thánh vương tiếp, còn nếu không đó, thì hết. Cho nên ở đây á, khi mình hiểu rõ là
tại sao hai cái đối tượng này không không cùng một thời điểm là như vậy, là vì vua này, vua Chiến Thánh Vương đi tu thì những cái quả báo của vua Chiến Luân bị không còn nữa. Ở đây là một cái điểm mà suy nghĩ với quý vị, có đọc qua bài kinh Trường Bộ Chuyển Luân Thánh Vương Tử Sư Tử Hống đó, nếu mà lỡ có thắc mắc vấn đề này thì cũng giải đáp cho quý vị hiểu rõ thêm. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.